từ tờ mờ sáng, những màu áo xanh tình nguyện đã xuất hiện trước cổng trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng để chuẩn bị lên đường thực hiện chiến dịch tình nguyện hè trong thời gian hơn 10 ngày, từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2014 tại thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Những vật tư thiết yếu được chuẩn bị cùng với lòng nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ được các tình nguyện viên mang theo lên đường. Vừa đặt chân đến địa điểm đóng quân, các tình nguyện viên đã nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp phòng ốc, ổn định nơi ở của cả đoàn. Chính nhờ việc lên kế hoạch, phân công việc từ trước nên mọi việc diễn ra hết sức nề nếp, gọn gàng và nhanh chóng. Ngay sau khi đã ổn định nơi đóng quân, các tình nguyện viên đã tiến hành ra mặt trận để tính toán và bắt tay vào thi công. Nhờ mặt bằng đã được người dân dọn dẹp, san ủi từ trước nên tiến độ công việc diễn ra khá nhanh. Theo đó, hơn 50 tình nguyện viên nam được chia thành 4 đội máy làm gối đầu nhau. Chính vì thế trong mỗi đội, các tình nguyện viên đều phải đảm nhận những công việc riêng. Công việc diễn ra như một dây chuyền, chỉ cần một người dừng lại sẽ khiến cho cả guồng máy phải ngừng hoạt động. Nếu không khoác trên mình những màu áo xanh tình nguyện, thì ít ai biết rằng đây là những sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Bởi lẽ ai nấy đều làm việc hăng say không khác gì những anh thợ hồ chuyên nghiệp, từ xúc cát, lấy xi măng, cào bê tông cho đến gạt thước. Bụi bặm, dầu nhớt và cả cái nắng của mùa hè dường như chẳng ngăn cản được tinh thần xung kích của các tình nguyện viên sư phạm. Càng nắng thì tinh thần càng lên cao, càng bụi thì càng phải làm nhanh để hoàn thành sớm. Mỗi ngày, mỗi đội máy đều đưa ra những chỉ tiêu riêng của đội mình. Dù thế nào cũng phải đạt hoặc vượt chỉ tiêu đó mới được trở về nơi đóng quân. Một điều kiện thuận lợi cho các tình nguyện viên chính là được sống gần người dân, được người dân hết sức yêu mến và quý trọng. Người dân quê là vậy, thật thà, chân chất, luôn hết sức giúp đỡ các bạn sinh viên, khi thì nồi chè, nồi cháo, khi thì trái chuối trong vườn nhà. Có khi người dân còn mang củi đến tận nơi đóng quân để giúp đội hậu cần có củi đun, phục vụ việc bếp núc, tiếp thực cho các tình nguyện viên. Thì trời cũng chá chét tới đây luôn, thì ở trong vườn trong tuồng có thơm ăn thơm, có mít ăn mít, thì có bàn ăn bàn, có chi ăn nấy thôi chứ không có chi. Còn cái việc mà nửa buổi nửa đồ thì cái việc nó thì nước nông thì bà lo lo cho chá để cho chá vui mừng xí bà quá vui mừng thì nhân ở đây họ quá mừng cho nên chi họ giúp đỡ trơn đồ ơi cũng có mệt nắng thôi. Nhờ sự quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình của người dân nơi đây đã tiếp thêm sức mạnh và động lực để các tình nguyện viên có thể hoàn thành công việc của mình. Nằm trong hai nội dung chính của chương trình Mùa hè xanh năm 2014, bên cạnh việc làm đường giao thông nông thôn thì chương trình dạy tin học và dạy văn hóa cho trẻ em tại thôn Trước Đông cũng được trường Đại học Sư phạm đặc biệt chú trọng. Theo đó, trong đợt làm tình nguyện năm 2014 sẽ có một nhóm sinh viên đảm nhận dạy các em học sinh tại nơi đây. Ở trên đây có nhiều em nhỏ còn chưa một lần được tiếp xúc với máy tính giống như những người bạn cùng trang lứa dưới thành phố. Vì vậy, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thanh niên tình nguyện thì chúng em lên đây mong muốn giúp cho các em có thể tiếp xúc với tin học, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc học tập của mình tốt hơn. Ngoài việc dạy tin học thì các sinh viên còn dạy văn hóa cho các em với mục tiêu củng cố và nâng cao kiến thức. Các bạn sinh viên trường Đại học Sư phạm đã áp dụng các phương pháp khoa học để các em tiếp thu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nhà trường đã chuẩn bị sách vở cho các em để được học tập một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, trường Đại học Sư phạm còn hỗ trợ cho trường tiểu học Hòa Nhân 2 một phòng máy vi tính gồm 21 máy để phục vụ cho công tác nâng cao trình độ tin học của cán bộ nhân viên cũng như học sinh tại trường. Nhận định đây là một trong hai nội dung chính của chương trình Mùa hè xanh năm 2014, nên các cô giáo được tâm huyết sẽ cống hiến hết sức mình để có thể nâng cao trình độ tin học cũng như trình độ văn hóa cho các em học sinh nơi đây. Trong quá trình làm tình nguyện, bên cạnh những mặt thuận lợi thì đoàn gặp không ít những khó khăn. Như các tình nguyện viên không quen với công việc nặng nhọc, nhiều chiến sĩ tình nguyện bị cảm sốt, máy móc hoạt động không ổn định hay hư hỏng. Đôi khi các tình nguyện viên phải trở thành những anh thợ máy bất đắc dĩ. Có những đoạn đường phải di chuyển vật liệu xa hơn 100 mét. Nhưng với tinh thần xung kích, ý chí kiên cường của tuổi trẻ thì không gì là không thể vượt qua. Chúng tôi là dân địa phương ở tại Trước Đông, Hòa Nhơn, thấy tinh thần sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng để tham gia đổ bê tông đường cho dân chúng tôi, thấy tinh thần phấn khởi, dân chúng tôi hoan nghênh và thấy thái độ của anh em sinh viên tích cực tham gia đầy đủ, làm hết việc chứ không hết giờ, sáng đi sớm
về trưa tranh thủ từng đoạn, tổ này tranh thủ tổ kia, đúng chất lượng, đúng yêu cầu theo nhân dân chúng tôi nhất định. Thực hiện theo kế hoạch của chiến dịch tình nguyện hè năm 2014, Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã đến thăm và tặng hàng trăm suất quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Trước Đông. Tuy những món quà chưa thực sự lớn về vật chất, nhưng riêng về tinh thần, đó là những tấm lòng vô cùng lớn lao của cán bộ nhân viên cũng như sinh viên toàn trường dành cho người dân địa phương, với hy vọng đó như những động lực để góp phần giúp người dân nơi đây thêm nghị lực để từng bước phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Gần 10 ngày trôi qua, người dân nơi đây đang từng ngày ngóng trông con đường mới được hoàn thành. Dường như trong ánh mắt của mỗi người đều ánh lên những hy vọng, những ước ao. Đáp lại lòng mong mỏi đó, các tình nguyện viên đã cố gắng hết sức, đoàn kết hiệp lực, không quản ngại những khó khăn vất vả. Có những buổi, các tình nguyện viên phải làm qua màn đêm để đảm bảo được tiến độ công trình. Cuối cùng thì sức lực và tấm lòng của mọi người cũng được đền đáp khi gần 650 mét đường bê tông được hoàn thành vượt tiến độ. Những công đoạn cuối cùng được hoàn thiện để con đường đẹp hơn. Một mùa hè nữa lại trôi qua, nhưng có lẽ đọng lại trong tâm trí mỗi tình nguyện viên là những kỷ niệm khó quên, những cảm xúc vô cùng khó tả, những mệt nhọc, những khó khăn để lại phía sau, để giờ đây thấy được nụ cười, những ánh mắt vui mừng khôn xiết của người dân, của những em nhỏ ở nơi vùng quê nghèo. Và có lẽ trong đời sinh viên thì đó là một mùa hè không có nắng.